Ok, và trước khi xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên ấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình anh em. Thì hiện tại chỉ có 20% là các bạn đã xem video của mình đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn hiện tại là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Thì mình hy vọng là tất cả các bạn xem video này của mình thì đừng quên cho mình một like và ấn nút đăng ký để ủng hộ mình thật là nhiều nha anh em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và chào mọi đã quay trở lại với channel mình, và mình là Khang G đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với Minecraft Big World cùng với lại ba thành viên của Nook Team. Chào nào mọi người ơi. Hello mọi người. Ok, thì ngày hôm nay các bạn, mình phải tự đi mai các bạn, mà đi mai là đi đào bằng cúp này, bằng chân này, bằng đầu này. Cái chỗ này nhiều máu này. Rất là nhiều các bạn, đó là ngày hôm nay mình sẽ đi đào bằng cung nha anh em. Gì? Gì? Đánh rắm để đi đào à? Ok, cái này là có sức gọi là công phá bị dữ các bạn. Cái này là chắc là phải để trọng tài suy nghĩ đâu đó khoảng 3-4 ngày gì đó mới được bạn ơi. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ gọi là chọn team đi. Ngày hôm nay là rất là nhiều team các bạn, nên là ai thích chọn màu nào cũng được. Vanh vẫn màu đỏ, Vanh không muốn đổi màu nào khác cho nó gọi là sinh động hơn blue sao. Blue đi ha. Blue à, thế thôi mình sẽ chọn màu vàng đi bạn. Em sẽ chọn màu vàng các bạn ơi. Wow, hôm nay được uống sữa. Uầy, ngày hôm nay gọi là map chúng ta gọi là đang ở đâu đây? Hình như cái này là phi thuyền à. Phi hành gia bạn, dưới ta ABCD luôn. Ok, để mình qua cung mai đã. Mai mai lấy à. Lấy cung đâu ấy? Ôi, anh dân làng. Ủa, đâu? Đây là cô à. Ui, cô dân làng gặp nạn anh em ơi. Trời ơi, sao đạp lên đầu cô vậy? Bị dị tật. À, chết rồi. Đây là em bé, đây em bé. À, em bé à. Thôi, đi đào đi ba ơi. Thấy anh Liên Văn rồi là đào hết rồi. Ui, gì đây? Lấy cung đâu đấy mọi người? Cung cúp này. Trời ơi, cho cô này cho này ba đi đóng tiểu rồi. Nè, phải lấy mũi tên nha các bạn. Ok. Ui, tính ra cũng easy các bạn. Ôi ơi, phải đào ở cái trước mặt các bạn. Ờ nhanh mà, đúng không? Em thấy cũng nhanh mà đúng không Vixel nhờ? Nhanh thế. Nhanh quá, nhanh các bạn ơi. Trời ơi, nhanh thế mà mấy thanh niên bảo không nhanh nè. Trời, quá được luôn mà. Bắn mông là rơi cái màu vàng khác nha, đừng có bắn. À chết rõ rồi, nghe gì cơ vậy ta? Ủa, bắn vô mông là rơi cái khác ra hả? À, chắc là rơi vàng đấy, vàng rồi là 8 số 9 rồi các thứ mà. Ok. Này. Ui rồi tính ra đào cũng lẹ bạn đấy, chưa hết gọi là mình gần được gọi là gần hết stack rồi đó bạn. Quá vip các bạn ơi. Ok. Ui, mình biết cái có cách nào đào nhanh hơn bạn, mình sẽ bắn ngay cái chỗ góc này các bạn. Đó, nó sẽ tỉa ngang ở đây là 5 block luôn các bạn. À gà, ok bạn luôn. Đổi cung tiếp theo này. Gì cơ vậy? Ủa cung tiếp theo cảnh gì mà đổi nhanh như ta? Phanh chưa hết, đổi nhanh đó nhờ. Ui trời, chưa hết tới đấy luôn rồi bạn ơi. Mũi tên thở. À mũi tên à. Ui gì đây? Ủa có cái luật luôn nè, có luật khu mai nè, không được bắn phá vỡ bedrock à. Biết vậy nè. Quên đọc bạn gì đây? Hai là không được chôm đồ người khác à. Ok, cái này chắc chắn là phải thực hiện rồi gì đây. Số 3 là không bắn vào khu dịch chuyển để về. À ok, cái này là tự anh trọng tài các bạn. Ui, mũi tên cúp 2 à, đào rộng hơn. À, cái này chỉ dành cho cung level 2 thôi mấy ba ơi. Ui dồi ơi, cầm mua chi. Mấy tên niên bị lừa bạn. Mấy tên niên bị lừa. Đâu, có bắn có rộng hơn không? Ủa? Đâu? Ui, bắn rộng hơn được nè. Ui, ảo mà Canada vậy. Ui, bắn rộng à. Mình cứ tưởng là nó chỉ cho cung level 2 bạn. Ai giờ vẫn được này. Ui, được thế nhờ. Xịn cực luôn. Đúng rồi. Bắn trên hả? Bắn lên trên đi. Ô với bạn ơi. Ui giời, đấy các bạn thấy chưa? Đó, đào bằng cung nó phải như lầy chứ. Ui giời ơi. Ừ, cái đấy mình biết thừa. Thanh niên này bị ai bắn như đây phải sai luôn này. Này chứ, tôi không cần biết. Đấy thề luôn nha, có luật gọi là không được chôm mà thanh niên Bixel vẫn đi chôm các bạn. Không hiểu kiểu rùi nhá. Đâu, ai chôm mà không, luật đâu, luật không chôm đâu. Kìa, khai cái chỗ được không, luật khu mai này. Bixel chôm, Bixel đi mà. Đây nè, gì đây nè, không được chôm đồ người khác các bạn thấy không. Đó, lên bảng luôn, đùa được chứ anh. Đọc chứ, khổ quá. Đúng rồi, Bixel đã bị mù màu, không biết đọc chữ luôn. Trời ơi. Ok. Người ta mới học hết lớp 1 mà bắt người ta đọc. Chết dở rồi. Thế là phải chữ ngắn à. Em Zeno học mẫu giáo, không biết đọc chữ nha. Em gọi là chưa học luôn rồi, biết đọc rồi, biết nhân Bixel, luôn thứ chứ. Bixel nghe nói là ở quê Bixel cứ ai nói phép nhiều là bị đấm gãy hết răng á. Dở rồi. Nhưng mà Zeno khác quê Bixel mà. Đúng rồi, nó khác quê. Khác quê à. Ở đâu cùng quê chứ, ở Tây, ở gì, Thái Nguyên mà nhà. Chết thở rồi. Ui, từ từ nhé, đổi giáp level 1 bạn. Ui, giáp level 1 được gì nè. Ui, có được chát thuốc to đùng luôn. Chát thuốc được gì á? Potion Regeneration à. Ồ, ok. Sao cái kiếm ngắn ngủng vậy? Ok, kiếm đúng ngắn luôn mà. Để tôi qua đây tôi BB thử coi. Qua đó chờ rồi.
Ủa sao mình qua cái không thấy ai hết trơn luôn, ba không hiểu luôn. Ở nhà đào vàng thôi, cũng có kim cương rồi. À thế à, ừ đúng rồi bạn. Nhưng mà không, mình qua bên kia làm nhanh hơn bạn hiểu không? Đúng, trời đúng. Ơi, mấy tên điên đúng lười biếng luôn chứ. Ok, bọc vừa cái nào. Lắm đấm lửa, ok. À, lắm lửa hả? Ờ, lắm à, tên điên quan làm mình bị liều bạn. Ok, ừ nhá. Nếu mình bắn cung đây thì cái giường bên trong nó có vỡ luôn nhờ. Đi bọc giường. Nguy hiểm quá ta. À thế à, không cần bọc luôn nè. Ok. Năm nay chả mất, một phải bọc. À, chắc chưa, Văn chắc chưa. Thề luôn, cái câu này nghe Văn nói đâu đó khoảng chục lần các bạn. Mà mình thấy Văn toàn đi trước mình thôi các bạn, không hiểu các bạn. Ừ, phải hôn chứ, ok. Thì Văn bảo đằng nào Văn chả mất mà phải bọc. À, Văn à, ok, cứ tưởng Văn bọc mình. Văn như thằng Nhật Vư kìa. Không, tại đang nói chuyện với Văn, thì Văn bảo câu đó thì có biết đâu, đúng không các bạn. Trời ơi, không hiểu. Đúng. À nha, Văn nói chuyện với các bạn nha, không nói chuyện với Khang nhá. À, thế à, ok. Ai à, mình qua được miết đó bạn ơi. Ai à, qua bên đây đào liền đó bạn. Ui, gì ơi. Tính ra vẫn tính hình như vẫn chưa có thanh niên nào qua đây các bạn ạ. À, có thanh niên Văn này để mình bắn bể cái đường thanh niên đó các bạn. Ủa bắn bể đường được này. Ô. Cái gì? Cái này đâu cúp chỉ được đào thôi mà sao lại bắn? Ờ bắn ở ngoài. Tính ra có quay quay cái này nhá, cái bảo là không được phá bedrock thôi Văn hiểu không? Với lại không được phá cái chỗ đi dịch chuyển về thôi, anh hiểu không? Anh hiểu không? Trời ơi. Thế đứng từ nhà bắn một phát vỡ cái giường. Không, không không cứ chơi như thế, chỉ là một phá đường người khác thôi chứ không có chơi như thế bạn. Chơi vậy là chơi ảnh doan. Chơi phá đường. Mình thích chơi phá đường. Không chơi phá đường. Chơi bẩn kìa. Ờ thế thôi. Ờ thế thôi không phá đường nữa các bạn nhá. Ok, không phá thôi. Trời ơi. Phá bằng đấy thôi. Ok, phá bằng tay đúng không? Cái khác rồi. Ok ok. Thế là cái cung cấp này chỉ gọi là đi mai các bạn nhá. Okay. À, gì đây? Để mình đỡ cái cung cấp 2 đào chỉ với một mũi tên. À, vậy cái này là được. Cái này tính ra mình không cần lấy mũi tên nữa bạn. Cái này là gọi là Infinity các bạn. Oh, Infinity hả các bạn? Oh, bắn không cần mũi tên các bạn không? Nói 9 mũi tên là chỉ cần đúng rồi là một mũi tên thôi. Gì kỳ vậy? Ủa gì sao vẫn thấy vẫn còn cần mũi tên nè. Ủa gì kỳ vậy? Mũi tên đấy không được đâu, mũi tên thường mới được. À ra vậy à, trời ơi chết dở chưa, quê một cục luôn mày. Ok đến bây giờ này đã. Thanh niên nào bị bay với anh không? Bị bay vô qua mít bắn. Qua mít, qua mít đi. Anh chấp Khang đúng một đấm, được chưa? Được vậy ta, được luôn, em chấp Văn okay. Không đấm luôn okay. Okay. Nào, Văn qua đây. Để Văn đấm Khang bước qua đây, đào qua mít đi. Ủa em chấp Văn không okay. Đấm mà, Văn nói gì? Ok. Đây. Nào, bước ra bê mít. Gì đây? Thấy chưa, đấm lửa đấy. Cái gì đây? Ủa thanh niên lấy cái đó đâu ra nhờ? Lửa chưa? Một sợ tách emerald. Ồ, 5 đấm lửa này. Ủa, đấm một phát chết là sao? Ủa, có móng vuốt sói luôn bạn. Ok, mình sẽ thử cái móng vuốt sói này coi nó được cái gì các bạn. Mà anh đào bước ra đây để coi em test thử coi nắm đấm sói của em coi. Bước ra đây. Thế là, ok. Bước ra đây móng vuốt sói nè. Đấm vào một cái nắm đấm lửa đi luôn à. Đâu, Văn bước ra đây. Đây, Văn phải chấp em trước một chiêu, Văn hiểu không? Okay, do là Văn lớn tuổi hơn. Đúng rồi, đứng yên đây. Đúng rồi, calm down. Này, ui. Cái này bật lùi à. Cái này bật lùi các bạn. Ô. Uầy, được tới nhà cái này bật lùi các bạn ạ. Ồ, được. Uầy, nhưng mà tính ra cái nắm lửa thì nó sẽ bắn được xa hơn bạn. Nó như là cung vậy, thay thế cho cung ngày hôm nay các bạn. Đâu, căng đâu. Vừa cầm kiếm, vừa cầm nắm đấm đây. À thế à, dữ vậy ta. Ui, bắn được nhiều mũi tên đó bạn. Sợ thế nhờ? Không nói, người ta không thích nói. Ui giời ơi. Văn qua đây cho Văn qua đây đi, Văn qua đây đi. Trời ơi, Văn nhát quá các bạn. Mình đứng bên mít mà Văn bảo mình nhát các bạn không hiểu. Tôi thấy Văn đi núp này này nè. Ui ôi, thế này bị xe đổi giáp gì vậy? Giáp sói à? Giáp sói. Ui, giáp sói không đi nha bạn. Ây da, rồi, hồi máu. Không đi. Ui, hồi máu, hồi phát hết máu luôn bạn. Ok. mình đổi giáp 2 bạn ơi. Ui, giáp 2 cần giáp 1 nữa. Ok, ui, mình đủ tiền luôn. Vanh sao, vanh sao. Ui, cần 2 cái này. Ok, đổi giáp 2 bạn ơi. Giáp 2. Giáp 2 liền. Chơi, trời ơi. Ủa, sao giáp này nó không có quần ta? À, thế mình mặc quần cũ được. Ừ. Đây, kiếm quạt à. Ngoài, kiếm mua quạt các bạn. Nhức nách. Ồ, giáp này chạy nhanh nha các bạn.
Ok, let's go bạn ơi. Thằng nào cái lỗ vậy? Ai? Thằng nào? Thằng nào? Thằng nào? Đâu cái lỗ này à? Gì đây? Sorry okay. Ngang lỡ tay làm vỡ. Thằng nào? Nắm đấm đây, thanh niên dùng nắm đấm một phát đi đây. Cẩn thận. Ui dồi, một phát đi thầy các bạn. Nắm đấm ở đâu ta? Sao mình không thấy nhỉ? Anh làm sao? Ui. Kiếm mua quạt. Uống máu. Ui da. Thời luôn thanh niên Vanh dùng cái nắm đấm liên tục các bạn. Cay thế nhờ. Cay. Có cái nắm gì đây? Death Cap Mushroom mà. Đi sao tự chạy vào nha. Oh my god. Đây rồi, mình biết cái đồ VIP là gì rồi các bạn ơi. Ôi, Vanh Châu đây. Ok các bạn ơi. Mình biết vũ khí gì là xịn nhất trong này rồi. Không được chơi nắm đấm. Dê nô này. Dê nô. Ui ôi. Châu vậy. Dê nô. Đâu rồi. Rồi. Ui ôi. Ủa sao nghe gõ can luôn các bạn. Như kiểu mình đang gõ như thiết vậy các bạn. À thế à. Thanh niên này thì kiếm đấy ở đâu. Ờ. Thanh niên lên đồ đâu VIP ấy nhờ. Ủa cái kiếm đâu ra thế Dê nô nhờ. À, lên đồ 3. Ủa lên đồ 3 sao vẫn đồ sói tà áo mà cái đó vậy. Ủa tính ra hôm nay giáp thì cứ tới level 3 các bạn. Ok để mình mua cái khiên cho nó chắc ăn hả. Ây da, thanh niên chạy kìa. Chạy đâu mà được, Dê nô nha. À, thì ra là cái kiếm này à. Sờ chen lên. Ồ. Ờ, mình có sờ chen và thanh niên đánh mình hai phát vẫn đi này. What the hell. Sờ chen kìa. Sờ chen. Rồi. Đi xịn đó nha. Không được. Ở nhà, để mình coi hôm nay cần cái gì để đổi thạm một cái này. Ồ, mình đang thiếu cái này các bạn. Ờ, được ra luôn. Đổi cũng dễ mà. Ờ, đổi cũng dễ. Ui trời ơi, hết sắc vàng các bạn ơi. Thôi đi mai đó bạn. Ui trời. Chưa hết là thấy tôi hết sắc với vàng rồi đó. Ra rồi mà đánh hai cái cũng chết vậy. Ai biết được. Biết đâu. Ủa. Sao cái này bắn không được nha các bạn. Ồ. Đứng lại. Đừng bắn em. Ồ, hình như là chỉ có mũi tên 2 mới được thôi các bạn. Ờ, chỉ có mũi tên level 2 mới đào được như vậy thôi các bạn ơi. Ui trời ơi, thế thôi mình đi mình lấy mũi tên level 2 xài ơi. Much later. Này. Ok. Mua thêm một cái đây để mình gọi là mình nâng lên đáp này. Ủa, lại thiếu kim cương các bạn. À, cái này thì mình đổi cái này là được. Ui giời ơi, hôm nay trọng tài gọi là quá tâm lý luôn các bạn. Nice. Sao hết này ta? Quá. Ồ, cái này thì này. Rồi cái này hết cái này. Ui. Ây da, gì đây? Tên đi quá. Ây nhà vàng quá. Ây da, nhà vàng của em à? Ơ kìa. À, tên đi. Lão cả. Lão cả đi đâu? Tính đập giùm tôi hả? Nhầm. Ủa tên đi dắt châu lắm các bạn. À, đi qua nhầm nhá, cái này đi qua nhầm các bạn hiểu không? Ủa, nãy mình đổi giáp 3 chưa? Ờ, à hết tiền, quên. Vẫn thiếu tiền các bạn. Ok, đi qua đào thêm xíu nữa bạn ơi. Tính ra cái bộ đồ vào đấy là bộ đồ của cáo mà thanh niên Khang cứ kêu là bộ. Ủa? Đồ của sói á. Cáo hả? Ờ, như này con cáo bạn. À. Ờ, đây là con Ford bạn. Ồ. Không, em có đọc tên giáp đâu. Tại em nhìn em cứ tưởng như cho xoay chứ biết đâu. Ok, như đây chắc đủ tiền về được các bạn ơi. Mình lấy đây đủ tiền rồi, giờ mình gom xíu là đủ rồi các bạn. Ai, ôi giời ơi, à quên. Các bạn thấy gọi là, nếu gọi là VIP thì được, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like bạn nhé. Và giúp video của mình đạt 10 like các bạn. Nói chung là mình đâu đó còn khoảng 3.000 người đăng ký là được rồi, 400.000 người đăng ký rồi. Trời ơi, trời ơi, 400.000 người đăng ký là gũ nút tim đi ăn cua hoàng đế trong Minecraft liền các bạn. Ai, về đổi cái này. Ờ, cái này, à, xong rồi, đổi cái này. Đấy, trời ơi, các bạn thấy mình thông minh không? Bạn là nhất nha. Ok, lên F3 mình cất giáp 1. Hồi lâu, cái này là giáp 2 các bạn, ok. Ui, giáp 3 là giáp con rùa à. Ồ, ngoài gì đây, kiếm Naka. Gì? Naka. Cái gì? Sao trái vậy? What? Sao tôi bị trái? Ok, sao nó bị trái? Thôi nha, để coi. Cầm kiếm bị trái đấy. À thế à, cầm kiếm nó bị trái hả? Đâu? Nghe Zeno. Có trái đâu, mà điều có phe, trời ơi. À, thế nên là bắn cái tay các bạn. Ui rồi, để mình uống hút kháng lửa bạn. Mình uống hút kháng lửa vô đã, xong mình qua, xong mình chiến bạn ơi. Đâu rồi, mấy cục cưng đâu rồi. À, còn... Cái gì vậy? À, thanh niên dùng cái nắm các bạn, cái nắm đấm là nó sẽ sơn sờ chen 4 nha. À, ra à, nắm đấm à? Đâu, mà nó nhầm, không phải nắm đấm nha, không phải nắm đấm nha các bạn, nó nhầm. Thật ra là cái nắm, nhưng mà là cái nắm đấm không... Ủa, nói gì vậy? Nói gì vậy ta? Không, là cái nắm chứ không phải cái nắm đấm. À, đúng rồi các bạn, nhầm. Nhầm xíu. Bây giờ phải có cách các bạn, mình phải nghĩ cách thôi. À, tới thì mình đánh lén.
lén, trời ơi, vừa bảo chơi đánh kiếm. Lén mà nói bé dữ nè. Dạ bỏ đứng nghe đi. Ôi dồi, ui. Ơ, à, cái đó là cái gì? À, như cái này các bạn. Gì đây? Nam Led Staff. Ừ, Nam Led Staff. Thế á? Ui dồi ơi, cái đấy không bằng cái này đâu. Ờ, à, chắc chưa my friend. My friend chắc chưa. Ui sao anh Niên không mất máu các bạn? Người ta uống thuốc rồi rồi. Uống gì? Nani? Thuốc đỏ đỏ. Uống đỏ đỏ, cho em nhỏ nó vui hả? Là thuốc gì ba? Thuốc đỏ đỏ. Thuốc hồi máu rồi. À, ui, hồi máu được 4 phút các thứ bạn. Bì xèo gà. Ui, what? Mình chém kiếm mà không thấy mình gõ cái tay luôn nè các bạn. What? Các bạn nghe tiếng chép 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 không? Ngoài nghe mùi tai phết đấy. Ê, ê. Ê, con rời này. Con rời này, hỏi mau. Con rời này, làm sao? Làm sao? Đứng lại. Này thì chém máu chúng tôi. Ui giời ơi. Mình biết gọi là dùng kỹ thuật rồi. Tính ra có con rùa trên đầu mình đó bạn. Đổi mũ này có con rùa trên đầu các bạn. Vixel nhảy xuống nó đi Vixel. Làm gì vậy, nhảy đi. Không nhảy. Để xem Vixel. Vixel làm gì đấy? Vixel làm gì đấy? Sờ chen bằng em không? Ờ kệ á, mình uống hoa máu rồi mà. What? Ờ mình uống hoa máu rồi mà nhờ. Cay thế ta. Ủa tính ra ngày hôm nay không có ai gần giường mình các bạn, nên là mình sẽ gọi là đi đập thoải mái các bạn ơi. Ờ tôi đi vứt đồ mà tôi nhảy xuống vật gì vậy ta? Không hiểu luôn bạn. Trời ơi. Đồ đây, đồ này nên vứt, cần vứt rồi, đã vứt rồi đấy. À thế hả? Ok, đồ nên vứt rồi, cần vứt à. Ai. Ok. Ai Thanh đi nhỉ? Bảy nha. Em không có vứt em nhé. Thề luôn, mình phải ngồi lót lại cái câu. Mình đang nghĩ là Thanh Niên bảo là cái lọ không có gì, bảo là những thứ cần vứt thì cần vứt bạn mình nhớ. Ủa, tính ra hình như mình cũng mới nhảy xuống, có nghĩa là mình tự vứt mình các bạn hiểu không? Thanh Niên nói gì là không có được các bạn hiểu không? Trời ơi, nói gì là người ta buồn. Thề luôn á. Ok. Ai, thôi nhá, mình mua thầy thuốc các bạn ơi. Phải luôn Thanh Niên cứ bắn, bắn không xin, cứ bắn hoài nha. Không hiểu, cứ sượt sượt ngang đầu là mình khó chịu ghê ta. Sượt sượt ngang đầu à? Bắn này, ghê chưa? Uầy, ghê không, ghê không, quá ghê các bạn. Ok, qua đây chuyến các bạn, mình nghĩ là mình đi đập giường của anh các bạn ơi. Đập giường của anh để cho để khó chịu các bạn ơi. Dạ, trong khúc này okay, mình cần ok, Vanh lúc nào cũng chào đón Khang. Đúng rồi, em lúc nào cũng welcome Vanh hết. À, đang mua đồ à. Trời ơi, ai lại chơi đánh lén hả Khang? Chơi là phải... Chơi làm sao? Làm sao? Là vậy là... đợi người ta mua đồ xong rồi đang đánh. Dạ, cái gì đây? Bixel? Cái gì đây? Ok. À, Vanh là của Bixel à. Ok, Vanh là của tất cả mọi người. Ok. Ok, mình đi đường tắt các bạn. Đường này tính ra có đâu phải đường tắt. Đường dài hơn. Ờ đường này đường dài hơn. Phải đường tắt vậy. Đường này nó dài hơn. Tôi nghe tiếng chân là tôi biết rồi. À. Con dài. Ấy da. Ồ. Ờ nút thuốc sạch treo mà còn ăn được. Oh. Quên các bạn, mình quên ấn cái nút sạch treo. Không, Thanh Niên đánh trước mình được một hit các bạn hiểu không? Thắng được một hit các bạn. Ôi ơi. Đâu bây giờ? Mình quăng ở đây để mình đi lén các bạn. Mình cần có chiến thuật. Lần này tôi đã nấc không sợ trang. Người ta có bao giờ chơi đáng đâu. Cái khúc sợ trang lấy đâu nha. Trời ơi, cái này trong gọi là... Thanh niên đổi nhảy cấp, cạn thanh niên. À, để lắp 2 à. Ồ, trời ạ. Đắm đắm lửa bạn. Nào, bi xeo, chiến đi. Ok. Thanh niên sao lại cũng cả ấy. Ừ, này thì hồi sinh những thôi. Đi qua nhà Văn các bạn ơi. Ok, mới đi à, ok, thề luôn. Đang canh me tên Niên Văn đi qua đập tường, tên Niên Bixel giết chi sớm. Gaaa, I love you. Văn hô máu đâu, hô máu lại lên. Hô máu hồi lại lên, hô máu ơi. Đây rồi, ok, vừa mới uống xong lại đi rồi các bạn. Cay nó nhờ, chưa kịp hồi máu lên. Ừ, Văn mất giường nhá. À thế à, cảm ơn Bixel nhá. Kịp đâu, chưa đập kịp kìa. Chưa đập kịp mà bảo. Đập xong rồi. Đập xong rồi à? Đọc xong rồi đúng không? Ồ, cảm ơn Michel. À, thế là bạn mất giường rồi nhá. Tính lẫn mạnh, tí gì quanh luôn. Kể thằng Ninh chơi quang NDB lại rồi. À, mình quang NDB thuộc bạn. Ây rồi, con mồi được của ta. Đứng lại, bạn này. Về nộ, giỡn mặt. Ui, VIP quá các bạn. Đúng rồi, chỉ cần cái nắm đấm thôi. Này là VIP.
Thì Michelle cũng lên thú luôn. Ai sẽ uống trước làm gì? Michelle uống trước không có lợi đâu Michelle à. Uống trước làm sao mà. Ui, ôi chém té vô cái lỗ bạn. Năm đâm. Ai có? Ô, mình uống rồi mà sao vẫn bị chết à? Ô kìa, áo mặc nó đang nhảy. Thì nó thấy mình cầm sẵn lọ thì nó chạy. Đợi hồi chứ, thì nó khôn thật đấy. Thế nhiều đánh nhau nữa. Let's go. Yeah. Ok, đi, qua nhà Zeno. Dính biệt Zeno nhá. Xin là xin, xin biệt cụ. À, ôi, thằng đi này nha. Ok. À, thằng đi chơi NB ở nhà các bạn, cay thế nhỉ. Vâng, tự nhiên solo tour Michelle mà, gái. À? À, gái, gái nữa chứ. Nghe khó chịu thiệt chứ. À, ui, tính ra nhà mình có đường tắt qua nhà Zeno, mình không biết các bạn. À. Yeah, xin giường nha. Lê. Xin giường Zeno. Và Zeno như đóa hoa. Và Zeno như đóa hoa. Bỏ hết đi luôn kìa. Bì xeo như đóa hoa. Đóa hoa. Rồi, anh Niên té à bạn. Thanh Niên đi trên đường, anh Niên cũng té à bạn. Gà. Ừ, nói gì đi cho nó đau lòng bạn. Ok, tính ra con giường bì xeo đó hả bạn ơi. Ok. Ok, ok. Không hiểu cái gì vậy. Té rồi nữa chứ. Một con gà té. À thế à, để xem ai là con gà. Trời ơi. Để coi ai đi trước mà là con gà vì sao nhá. Nhà màu vàng à. Nhà có biết sao mà người ta màu hồng mà. Nhà màu hồng mà. Có ngon này bước ra đây. Qua được hay không mới là vấn đề. Bụp. Ơ kìa. Té cái lỗ rồi. Thôi xong rồi, chết dở rồi. Sao kìa. À, tôi đập vừa. Ê, này, cái nhà thế kìa. Em bọc chắc lắm, có cúp có rìu không? Ây da, chưa qua tới. Ây da. Ây da, này. Ui, tính ra cái lửa là giúp mình đánh xa rồi, giết thanh niên được bạn. Rồi, bị xe đây rồi. Có khi nào, gọi là mình tiêu diệt bị xe xong, mình chơi núp giống qua cho bị xe giật mình chơi nhỉ? Còn lâu. À, thế à. Em có lửa, em không sợ. Ây da. Lửa bên phí, sao chéo một cái đi, ha. À, thế à, yeah. Cứ cười đi con trai. Sang nhà. Cứ cười đi. Đi xe nhà ai? Xe nhà ai? Ủa đâu rồi? Quýt rồi là mất xác luôn mày. Quýt thì đi không thấy anh đi gọi là. Kéo đi sang bên kia luôn mà. Quéo thẳng bên kia luôn mày. Hả mà Canada thôi. Ok. Ồ, đối với xe dí được em. Anh ấy có NLP à? No. Đúng rồi, có NLP đó làm sao? Chạy về nhà. À, chạy à? Chạy về nhà kịp không là vấn đề. Ôi giời, bọc giường thế này thì thôi. Xin giường sớm bạn ơi. Xin giường, xin là xin diễn biệt cụ. Cháy lên nào, ngọn lửa kia ơi. Cháy lên. Ôi ôi, các bạn thấy gì chưa? Quá VIP bạn thề luôn á. Tính ra cái cung hôm nay gọi là cũng VIP bạn. Trời ơi. Quá VIP là một đằng khác bạn thấy không? Ai, ok. Rồi tay baby xe lên trên kia đứng chạy. Ok. Nên đứng này hả? Rồi lên trên kia cái đào nó đẹp các bạn. Ai. Ok. Thì gọi là nói chung là ngày hôm nay các bạn gọi là thấy gọi là cái gọi là cung cấp của mình gọi là đào có VIP không, đừng quên là comment dưới cho mình biết nha anh em. Ok, và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên của Rook Team để họ tìm nha. Còn bây giờ tí hẹn lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.